Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum mọi người nhé. Hôm nay em lên cho mọi người một ít pin này các bác này, pin đóng nhá, pin đóng này giá rẻ hơn cả pin tàu. Đấy, các bác mà mua cái ba quả này thì các bác không cần mấy quả này không cần phải mua pin drama đâu các bác. Pin drama thì với lại đóng nước ở trên mạng 200 mấy 300 nghìn các bác mua về không dùng được đâu. Em nói thật một câu như thế, em đóng đây những cái pin này chất lượng mà các bác dùng yên tâm nhá. Rồi, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về cái sản phẩm pin đóng khối thôi nhá, đóng khối trước này. Đấy, cái khối này thì sẽ dành cho máy 21V của chân phổ thông các bác nhá. Các bác về sẵn hàn mạch thôi, các bác có mạch, có vỏ rồi thì các bác về chỉ cần thay cái lõi này vào thôi. Đấy. Chẳng hạn như các bác mua một quả pin 100 mấy ở trên mạng về nó yếu quá, các bác có thể thay cái lõi này vào giúp em nhá. Đấy, 100 mấy 200 là các bác không dùng được đâu. Rồi, như một quả pin này thì em sẽ bán cho các bác một quả khối như thế này. Em sẽ dán nhá. Đây là em hở ra cho các bác xem mối hàn cho các bác. Họ ra cho xem mối hàn thôi. Đấy, cái mối hàn này thì đã rất là ok rồi các bác nhá. Hàn này do em hàn các bác nhá. Đó, máy của em thì các bác em đầu tư thì các bác yên tâm đi. Rồi, thì hàn tất cả như thế này các bác về chỉ việc sẵn hàn thôi. Đây là B trừ này, B1, B2, B3, B4, B cộng. Đấy, thế thôi các bác hàn theo cái chân mạch là được thôi. Rồi, quả này giá là 250.000 một quả các bác nhá. Hàn sẵn khung như thế này, mạch như thế này chỉ có 250.000 thôi. Và sẽ dán cho các bác một lớp để bảo vệ cái kẽm này không sau này không bị sét nhá. Đó, thì là 250.000 một quả. Rồi, các bác mà muốn vào mạch luôn. Đấy, các bác muốn vào mạch luôn như thế này. À, vào vỏ như luôn như thế này. Vỏ có báo pin như thế này nhá các bác nhá. Tất cả vỏ chống sốc có báo pin như thế này. Quả 4A. Đây là 4A các bác nhá. Sử dụng seal Sun Bogua. Đấy, seal tháo khối của tất cả các em xin lỗi. Sử dụng seal 2 star các bác nhá. 2 star. Đấy, 2 star các bác nhá. Sử dụng seal 2 star. Đấy, của Mỹ các bác nhá. Đấy, cái này là của các cái công cụ của Mỹ. Còn cái seal 2 star này thì các bác biết rồi, nó là nội địa chung. Đó. Rồi cái này là tháo từ thành seal tháo khối từ công cụ Mỹ không nhá. Đây các bác yên tâm về chất lượng. Đấy, thì nó sẽ là hàng chính hãng chuẩn. Rồi đây. Đấy, hoặc là các bác muốn vào vỏ mạch như thế này. Đấy, em bao các bác bắn tôn nhá. Em bao các bác bắn tôn bắn tất cả mọi thứ nhá các bác nhá. Sử dụng con này rất là ok, không như máy của bác đâu, 15 20 phút hết pin. Còn cái này em bao cho các bác trên 2 tiếng không nhá, trên 2 tiếng hết pin. Đấy, bắn tôn. Đấy, riêng mà bắn tôn. Đấy, còn các bác có thể xài hơn. Đấy. Rồi, quả này nguyên quả như thế này em bán giá là 350.000 các bác nhá. Sạc adapter cái này chưa bao gồm sạc các bác nhá. Đấy, cái này em chưa bao gồm bảo hành các bác nhá. Đấy. Đóng cái này thì chỉ gọi là đóng hỗ trợ các bác thôi. Đấy, cho các bác dùng được cái giá rẻ. Các bác cộng thêm 50.000 em bảo hành cho 3 tháng nhá. Đấy, tùy các bác thôi. Đấy, nhiều bác thì mua anh chẳng cần bảo hành đâu. Do là ở xa các bác cũng ngại á. Nên là em bán luôn theo hình thức như vậy cho các bác. Rồi, quả này quả 4A này. Quả này quả 4A này các bác này, em đóng 4A. À xin lỗi, 5A. Quả này 4A này, 350 này, 4A 350. 5A em bán 400.000 các bác nhá. 5A chỉ có 400.000 một quả thôi. Đấy, tất cả đều có báo pin nhá, cho các bác dễ sử dụng, thao tác dễ. Đó. Và tiếp theo, đây là cái sạc dự phòng. Đấy, cái sạc dự phòng hiện tại em đang bán hôm nay em sale sẽ là 350 một cái nhá các bác nhá. 350 một cái sạc dự phòng này. Đấy, gồm 8 cell các bác nhá. Con này là 20.000 mAh. Các bác thao hồ sử dụng các bác nhá. 8 cell, đây là cell Panasonic hết các bác nhá. Đấy. Bác yên tâm sử dụng nhá. Đó. Rồi, con này thì em bán cho các bác giá là 350.000. Đấy, gồm 1 2 3 4 5 cổng thì hai cổng sạc nhá. À, hai cổng ra nhá. Hai cổng ra, sạc trực tiếp được hai cái điện thoại một lúc nhá các bác nhá. Đó. Rồi. Nhỏ gọn, nhẹ nhàng. Đấy, bác nào mà chưa có sạc thì bên em bán cũng bán cả sạc các bác nhá. Cái sạc này là 60.000, bên em là bán cái sạc chất lượng này thôi, chứ không có bán cái sạc một đầu đâu nhá. Sạc một đầu nó hơi nhẹ, hơi dở. Đây là các bác này. Đấy. À, con này là sạc hai đầu các bác nhá, hai đầu dây. Đấy, hai đầu dây như thế này rất là gọn, nhẹ. À, nhiều bác hỏi là sao em không bán sạc đốc cho những cái máy và những cái như thế này. Nhưng mà cái sạc đốc nó rất là bất tiện bác nhá. Nó to, nó cồng kềnh mà trong cái mạch nó y chang cái này thôi, nó chả khác gì hết cả. Chẳng qua nó có cái đốc gài thôi. Còn các bác mà cho vào cái này thì nó rất là tiện lợi, cái này đi đâu cầm được, nó nhẹ nhàng, nhỏ gọn. Đấy, xài 220 các bác nhá. Giá là 60.000 một cái. Đấy. À, cho cái quả pin 21V các bác nhá. Đấy. Rồi, bác nào mà có nhu cầu về những cái máy Makita này thì cứ báo em các nhá. Đấy. Em những cái máy Makita này thì là đều là máy nhái thôi nhá, máy nhái đi nhá, nhưng mà y như máy thật. Rồi, con này là Makita TD173 cho Trung Quốc nhái các bác nhá, Trung Quốc nhái. Đấy, em đang bán thân máy như thế này giá là 550.000. Đấy, còn máy pin sạc như thế này giá là 950.000 bảo hành 3 tháng các bác nhá. Đấy, nó đều nó có y như thật luôn các bác nhá.
ngoại hình nó giống 99% do máy thật, và chất lượng thì chắc chắn là sẽ không bằng rồi, nó chỉ có 550 thôi thì nó sẽ không bằng rồi. Còn máy xịn thì hiện đại của nó bây giờ xách tay về là 3,8 triệu. Đấy, 3,8 triệu các bác nhá. Đấy, còn con này thì chỉ có 550.000 cái thân máy thôi, bao phê luôn các bác, bắn bao phê, bao mạnh cho các bác luôn. Đấy, hàng này thì bên em đặt thì nó có hai vòng bi trên đầu này nhá, hai vòng bi chứ không dùng cái bạc đũa nhá, nó sẽ nhanh dơ. Còn cái này rất là chắc chắn này, các bác thấy nó cứng ngắc này. Đấy, bởi vì xài bi. Đấy, giá chỉ có 550.000 một thân máy thôi. Máy pin sạc chỉ có 950.000 là các bác về xài vô tư luôn. Bắn tôn, bắn đồ, bắn được hết. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, giá thì rất là rẻ. Bắn 3 hôm thu lại vốn. Đấy, 3 hôm thu lại vốn. Mới con máy này thì các bác chỉ và các bác tính xài 1 năm đi, mỗi ngày các bác bỏ 2.500 3.000 là các bác mua được một con máy pin sạc luôn, xài 1 năm sau vứt không tiếc. Không bao giờ tiếc bác. Mỗi ngày chỉ có 2 3.000 thôi, không bao giờ tiếc. Đấy, em có màu vàng, màu tím này, màu ô liu và màu xanh các bác nhá. Đấy, màu xanh thì Makita huyền thoại này. Màu này cũng tất cả những cái màu này nhá, nó đều dựa trên máy thật các bác nhá. Đều dựa trên máy thật, bởi máy thật tất cả đều có màu này. Đấy, máy thật đều có màu vàng, màu tím, màu ô liu này. Máy thật có màu này hết các bác nhá. Đấy. Thì rồi, bác nào có nhu cầu về máy này thì alo nhá. Và tất cả những con máy ở đây đều có gắn vít nhanh các bác nhá, gắn vít nhanh, cắm vào là xong thôi chứ không cần phải kéo ra này, cắm vào là xong thôi. Đấy. Cắm vào là chết rồi. Đó. Rồi. À, cái loại đó. Rồi đây là những cái loại máy. Rồi đây là em còn về thêm được một ít cái ad này các bác này, siêu hot luôn các bác. Ad này mà các bác không mua thì mua ad gì luôn á. Bởi vì đây là cái ad chống giật 30A dòng gió 15mA siêu nhạy của Nhật các bác nhá. Siêu nhạy của Nhật. Hàng này em thông báo các bác luôn là hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Hàng này là hàng chân kín. Chỉ cần đúc dây vào đây là vặn thôi. Đúc dây vào đây vặn nó rất là dễ dàng. Con này là của Kawamura. Đấy, Kawamura chứ, Kawamura. Con này là 30A dòng dò 15mA. 30A dòng dò 15mA sử dụng điện áp 100-200V này. Thì là sử dụng từ 100 đến 260V các bác nhá. 264V đấy, quá 264V áp này nó sẽ nhảy các bác nhá. Đấy, các bác nên bác xài thoải mái, chống giật, chống quá tải. Giá là 150.000 một con nhá, mới chưa sử dụng các bác nhá. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng các bác nhá. Đấy, nó còn có mã QR này. Đấy, hàng này là hàng đời mới các bác nhá. Hàng này là hàng đời mới chứ không phải là hàng đời cũ. Đấy, nó có mã QR này các bác này. Đấy, cái này là mới chưa qua sử dụng nhá. Cái này của Nhật chuẩn 100%. Bác nào có nhu cầu thì alo nhá. 150 một cái thôi, cũng không có mắc đâu. Đấy, thay vì các bác uống bia thì các bác cũng mua được 2 cái. Đấy, uống thùng bia mất 300 mua được 2 cái về dùng chống giật cho nó an toàn. Cái này các bác lắp được tất cả các thiết bị ở trong nhà bếp các bác nhá. Nhà bếp thì các bác lắp hẳn một cái này cho em cho nó chống giật nó nhạy. Đấy, có 150 một cái thôi chứ không có nhiều. Chưa qua sử dụng, hàng mới các bác nhá. Hoặc là bác nào đang làm nhà thì lên lắp cái này. Đấy, bình nóng lạnh, bình nước nóng thì chuẩn bị tới mùa lạnh đây rồi các bác lắp đi. Không còn đến lúc nó nhật giật nghe ra đó. Rồi. Và cái pin này nữa, đây em sẽ có nhu cầu, bác nào có nhu cầu em sẽ đóng cho các bác luôn. Thành khối như thế này, là khối này là 3 hàng cell 5S3B là con này là Samsung 20R mới chưa qua sử dụng nhá. Đấy, một khối như thế này em sẽ đóng cho các bác, giá là 650 là cả vỏ mạch luôn. Đấy, đây là em đóng cho bác khách thì em đã tháo ra, em mới đóng đến đây thôi các bác, em sẽ bỏ vào để em bán cho bác. Cái này là đóng cho khách nha các bác nhá. Đấy, nhận yêu cầu thôi, bởi vì pin này em sẽ bán lẻ là 35.000 một cell. Đây, 650 là một cái này bao máy khoan, máy mài, máy cắt chạy được tất cả các máy nha, rút lõi cái gì cũng chạy được. Đấy. Đây, chẳng hạn như đây là một cái con này. Đấy, quả pin đây. Samsung 20R. Đấy, Samsung 20R nội trợ 13 các bác nhá. Chưa qua sử dụng các bác nhá. Chỉ có 35.000 thôi, quá rẻ luôn các bác, quá rẻ luôn. Hiện tại cái pin này giá rất là tốt các bác, đóng một cái khối như này nó chỉ có mất có 650.000. Bình thường một khối như này ngày trước đóng cả triệu. Đấy, đóng cả triệu đối với pin mới như thế này. Bây giờ hiện tại em đang đóng pin mới như này chuẩn chính hãng 100% nhá, sai đâu đèn đấy các bác nhá. Sai đâu là em đèn đấy các bác nhá. Đấy. Này các bác xem này, ở trong pin là nó sẽ ghi rất là nhiều thông số ở trong pin này. Đây là ở trong nhá, còn đây là ở ngoài vỏ, ở trong này nó sẽ phải có cái thông số, pin xịn nó phải có. Rồi, cái này là em bán 35.000 một cell Samsung 25R này các bác nhé, mới chưa qua sử dụng. À, Samsung 20R, em xin lỗi, Samsung 20R mới chưa qua sử dụng nhé. Còn bác nào muốn lên khối như thế này này, lên khối như này này, em tính cho các bác giá là 380.000. 380.000 là em sẽ bán cho các bác một khối như thế này. Đấy, lên khối như thế này là 380.000. Đấy, tất cả đây thì em đã cân nội trợ, cân áp hết rồi. Bác về chỉ việc đóng thôi,
không phải làm gì nữa hết cả. Cái pin này ạ, pin này là các bác về chỉ việc đóng thôi, không làm gì hết cả, bởi vì ok hết rồi. Đấy, pin này là lọc hết rồi chứ còn không phải sợ nữa. Đấy, một khối như này, máy khoan, máy mài, máy cắt thì chỉ có 650.000 thôi, là một khối 6A. Đấy, 21V 6A này các bác này. Mạch 80A. Mạch BMA 80A này. Đấy. 5S 80A. Đấy, cho các bác thao sử dụng. Rồi, bác nào có nhu cầu về pin, sạc, máy hay là tất cả mọi thứ gì thì các bác cứ alo vào số điện thoại của em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Chào các bác ạ.